Xin chào mọi người đã đến với cái video của máy bơm công nghiệp Vimec. Vừa rồi thì mình bên mình vừa mới thay cái bộ buồng bơm của cái máy bơm thủng đứng Ford các bạn. Máy bơm thủng đứng này thì con này thì khách chạy 12 năm à. 12 năm không có bảo dưỡng. Mình cũng công nhận là 12 năm mà không có bảo dưỡng con bơm là quá bền. Nhưng mà bền đến đâu thì bền các bạn ạ. Nếu mà chúng ta chạy cái bơm chúng ta không có cái sự bảo dưỡng, không có sự bảo trì thì cho đến một ngày là nó cũng sẽ hỏng. Và tệ hơn, con này nó đã hỏng là nó hỏng hết các bạn ạ. Con này là ở trong đấy là nó đi hết nguyên một bộ buồng cánh rồi các bạn ạ. Buồng cánh đấy. Cánh chén là đi gần hết rồi. Trục thì cong, phớt thì hỏng thì rõ ràng phải nói rồi. Thì là bên mình vừa mới thay và một bộ vào đây. Đấy, cái con dưỡng Ford này là cái con CR 15 cạnh ngang 08. Con này có 8 tầng cánh các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tầng cánh. Đấy. Con 8 tầng cánh này là CR 15 thì con này khoảng 15 khối. Ở đây con này, con bơm này thì nó vẫn là đang chạy 3.500 vòng các bạn ạ. Thì áp của nó được 160 m. Còn nếu mà con này là chạy tu 2009 thì 8 tầng cánh nó được khoảng 100 m. Thì bên mình đã thay toàn bộ cái buồng này, chỉ giữ lại cái vỏ này. Đấy, giữ lại cái vỏ này, cái chân này, cái này. Còn trục thì tức là thay hết rồi, gần như một con mới rồi. Thì mình sẽ test để các bạn thấy là sau khi mà hoạt động nó đã chạy xong rồi. Các bạn có thể nhìn cái bơm cũng như nhìn cái đồng hồ. Nước lên rất là khỏe các bạn ạ. Cái đồng hồ ra là bao nhiêu cân? Chắc bây giờ nó phải tầm 6-7 cân gì đấy. Mình không dám test lên 10 cân mà. Đấy. Khoảng 6-7 cân. Nó là chạy êm rồi. Đấy. Thì các bạn có nhu cầu mà bảo trì bảo dưỡng cái bơm của mình thì mình sẽ liên hệ với cả. Mà tốt nhất là có cái lịch trình bảo dưỡng nó thường xuyên các bạn. Tại vì con nhất là những con bơm thủng đứng này, nó mà không hỏng thôi mà nó mà hỏng thì nó tốn rất là nhiều tiền các bạn ạ. Đấy. Con bơm này là thay cả bộ buồng cánh này là cũng 16-17 triệu các bạn ạ. Không hề rẻ đâu, không hề rẻ tí nào luôn. Thì nó rất là tốn tiền. Mà mỗi một lần mình bảo trì bảo dưỡng thì nó nhẹ nhàng một hai triệu thôi thì kiểm tra thì nó dễ. Video ngày của bên mình đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn.